Song Long Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc tai nghe Tissot i6. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe in-ear của chúng ta thì được trang bị chuẩn Bluetooth 5.0, khả năng chống nước IP67. Thời lượng pin sử dụng liên tục là 3,5 giờ đồng hồ và kèm theo đốc sạc là 31 giờ đồng hồ. Cực kỳ thoải mái cho các bạn có thể sử dụng trong vòng 1 ngày. Ở phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động. Để kết nối thì rất đơn giản, trước hết các bạn chỉ cần mở đốc ra, nhấc hai tai của chúng ta ra. Trên thiết bị di động, các bạn hãy bật Bluetooth lên. Khi đó trên màn hình điện thoại sẽ hiện ra Tissot i6, các bạn chỉ cần click vào đó. Như vậy là chiếc tai nghe đã kết nối với thiết bị di động của chúng ta thành công. Để nhận cuộc gọi đến, các bạn chỉ cần chạm 2 lần vào tai bên phải. Để kết thúc cuộc gọi cũng vậy, các bạn hãy chạm 2 lần vào tai bên phải. Và để từ chối cuộc gọi, các bạn chỉ cần chạm và giữ vào tai bên phải khoảng 3 giây. Mic của chiếc tai nghe thì trang bị ở cả hai bên tai trái và phải, rất là thuận tiện cho các bạn khi đàm thoại. Khi nghe nhạc để tiếp tục hoặc là tạm dừng bài hát, các bạn chỉ cần chạm 2 lần vào tai bên phải hoặc bên trái đều được. Để chuyển bài, các bạn hãy chạm và giữ vào tai bên phải khoảng 3 giây. Để quay lại bài hát trước thì các bạn chỉ cần chạm và giữ vào tai bên trái khoảng 3 giây. Để sử dụng trợ lý ảo Siri hoặc là Google Assistant, các bạn chỉ cần chạm vào tai bên trái hoặc là bên phải 3 lần. Như các bạn có thể thấy trên màn hình điện thoại của chúng ta thì đã hiện ra trợ lý ảo Siri. Cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại chiếc tai nghe này. Để reset thì trước hết, trên thiết bị di động các bạn hãy chọn quên thiết bị cũ đi. Sau đó các bạn hãy tắt tai nghe của chúng ta bằng cách chạm và giữ vào cả hai tai khoảng 5 giây. Các bạn chỉ cần chạm và giữ vào cả hai tai khoảng tầm 15 giây. Như vậy là chúng ta đã reset lại chiếc tai nghe thành công. Sau đó các bạn chỉ cần đặt tai nghe vào trong dock và mở ra kết nối như ban đầu clip mình hướng dẫn là được. Vừa rồi là clip mình gửi tới các bạn hướng dẫn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe Tissot i6. Các bạn đừng quên để lại một like, share, comment cũng như subscribe YouTube channel của Song Long Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.